Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Media Shop. Để sử dụng được tính năng hotspot để gọi là wifi ảo trên chiếc loa kéo này á, thì các bạn phải chuyển chế độ. Nếu em là hotspot, mình sẽ chuyển chế độ sang là line. Hiện tại thì nó đang ở cái độ Bluetooth. Thì mình bấm vào đây. Đây là bấm một cái nữa. Đây là hình gọi là line. Thì lúc này mình mới dùng được tính năng hotspot của loa kéo. Đầu tiên, để sử dụng tính năng hotspot hay còn gọi là wifi ảo của chiếc loa kéo, các bạn phải tải ứng dụng này về. Tùy theo hệ điều hành Android hay là iOS, thì các bạn vào một khóa ứng dụng. Ở đây là lại sử dụng hệ điều hành iOS thì lại vào khóa ứng dụng App Store. Đây, trong một tìm kiếm, các bạn bấm từ khóa là Android Karaoke. Khi biểu tượng nó màu đỏ, mình bấm tải về và muốn làm đợi phút. Rồi, mình tải xong rồi mình mở ứng dụng lên. Đó với lần đầu tiên, khi các bạn tải ứng dụng này về, nó sẽ hỏi là mình có tải thêm một bài hát về không. Thì các bạn bấm tải về. Rồi tùy theo cái nguồn nhạc các bạn muốn tải về là có nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Hoa hoặc Philippines, các bạn check vào cái ô này để mình bấm tải về. Thì ở đây là nhạc Việt, nhạc Hoa, là nhạc Việt thôi, thì mình bấm tải về cho nó nhanh. Khi nào các bạn có muốn điều chỉnh thì mình chọn một cái mục này được. Rồi sau khi tải app về, muốn sử dụng được các bạn phải thực hiện hai thao tác. Thứ nhất là mình vào một cài đặt, mình chọn vào một wifi. Wifi này là cái hotspot của cái kéo hoạt ra. Đây có chữ kết nối nè. Sau khi mình chọn kết nối wifi với chiếc kéo rồi, mình vào cái app mình tải thì nãy. Trong cái app này nó sẽ có cái nút ba nghe trên cùng á, các bạn nhấn vào chọn để kết nối. Trong cái mục chọn để kết nối, các bạn vào tìm đầu máy. Thì đây nó đã hiện ra là cái loa kéo sống của loa kéo mình đặt ra nè. Có thể lúc đó nó sẽ có nhiều cái loa kéo khác ra. Thì các bạn coi cái loa kéo mà khi nãy mình đã kết nối wifi rồi á, mình bấm kết nối. Nó sẽ hỏi cái mật khẩu, và mật khẩu mặc định là 1 2 3 4. Nó chỉ hỏi mình lần đầu thôi, các lần sau khi các bạn sử dụng phần mềm là nó tự động nó đi nhớ. Nó đã kết nối rồi. Subscribe video, chọn thiết bị camera, hát hay, giá tốt.